Sáng nay, ngôi nhà của một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa đã được sơn sửa mới. Đây là hoạt động của chi nhánh FPT Quảng Ngãi nhân ngày FPT vì cộng đồng ngày 13 tháng 3 hàng năm. Ngôi nhà tình nghĩa ở thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền của hai vợ chồng già bị khuyết tật đã cũ kỹ, giờ được sơn sửa lại. Trong ngày hôm nay, gần 60 nhân viên của FPT đã tham gia lăn sơn tường, sửa chữa những hư hỏng cho ngôi nhà. Không chỉ nhân viên mà một số phụ huynh của nhân viên FPT cũng tham gia. Ông Nguyễn Cao Nguyên làm thợ hồ, hôm nay cũng nghỉ một hôm để góp một ngày công vào hoạt động thiện nguyện của công ty con mình đang làm việc. Chú Nguyễn nghe nói thì chú cũng tham gia thì cũng giúp cho người nghèo này thôi chứ đi. Ngoài xây ở sân nhà, ở đây thì chiều nay thì có 50 xuất quà dành cho hộ nghèo hộ khó ở khu vực Nghĩa Điền và Tránh Lộ.